Kính chào quý vị khán thính giả, chúng tôi là Đài Hiếu Thảo, người điều khiển chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân đảng. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube và Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ Hoa Thịnh Đốn. Đặc biệt, chương trình hôm nay được phát đi vào ngày 17 tháng 6 năm 2021 nhằm kỷ niệm ngày Tang Yên Bái và để tưởng nhớ đến các vị anh hùng dân tộc đã hy sinh trong cuộc chiến giành độc lập tự do trong tay giặc Pháp. Kính thưa quý vị, đến với chương trình hôm nay gồm có ông Trần Tử Thanh, Chủ tịch Hội đồng đại biểu Trung ương Việt Nam Quốc dân đảng, nói về mục đích và phương án thực hiện trang sử Việt Nam Quốc dân đảng. Kính thưa quý vị, thưa các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh Việt Nam tại quốc nội và hải ngoại, thời gian vừa qua, dư luận dân chúng trong nước vô cùng xôn xao, bất mãn và lên án việc nhà cầm quyền Hà Nội dự định hạ thấp môn học lịch sử với ý đồ làm cho các thế hệ tương lai sẽ mù mờ không còn biết được những ký ức tập thể ghi lại các giai đoạn lịch sử với bao nhiêu chiến tích kiên cường đấu tranh dựng nước và giữ nước, với bao nhiêu tấm gương hy sinh cao cả của các anh hùng dân tộc đã xả thân vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Hạ thấp môn học lịch sử là thủ đoạn có chủ đích của nhà cầm quyền Hà Cộng sản nhằm kéo dài sự thống trị của chúng đối với đồng bào, đồng thời làm cho người dân Việt mất đi niềm tự hào dân tộc, lãng quên quá khứ đấu tranh của tiền nhân, của các nhà ái quốc chân chính đã kiên cường đứng lên chống lại những làn sóng ngoại xâm gây ra muôn vàn khổ đau tang tóc cho dân tộc Việt suốt chiều dài của lịch sử. Chỉ vì độc tôn, tham quyền cố vị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang cố tình bóp méo lịch sử dân tộc, viết lại lịch sử, ém nhẹm công lao và những hy sinh vô bờ bến của các làng phái quốc gia, của những nhà ái quốc không theo chủ nghĩa Cộng sản, trong đó có các anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học và các nhà cách mạng Phó Đức Chính, Nguyễn Khắc Nhu, Cô Giang, Cô Bắc. Để trả lại sự thật trong sáng cho lịch sử đấu tranh của bất khuất của dân tộc, để phá tan độc quyền chân lý của Đảng Cộng sản, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị cùng các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh trong và ngoài nước một tài liệu quý giá đã được dày công sưu tập bởi Ban Lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng, đó là quyển Lịch sử đấu tranh cận đại của Việt Nam Quốc dân đảng từ năm 1927 đến năm 1954 do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban biên tập và các cộng tác viên đã đóng góp công sức vào chương trình tìm hiểu và phổ biến lịch sử Việt Nam Quốc dân đảng. Trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn cùng toàn thể gia quyến vạn sự an lành, đặc biệt là trong mùa đại dịch virus Vũ Hán hiện nay. Trân trọng kính chào quý vị. Lời nói đầu của tác giả. Trong hàng ngũ cách mạng quốc gia, Việt Nam Quốc dân đảng là đảng tiền tiến, có một tổ chức kiện toàn, hoạt động liên tục nhất và thành tích nhiều nhất. Trên bảng vinh quang ghi danh những gì hy sinh cho chính nghĩa quốc gia trong hơn 40 năm qua, Việt Nam Quốc dân đảng là đảng đã cống hiến nhiều anh hùng liệt nữ cho tổ quốc và dân tộc. Trên chiến trường tranh đấu chống thực, phong, cộng và độc tài, Việt Nam Quốc dân đảng là hàng ngũ tiền phong đông đảo nhất và cũng là thành trì tranh đấu cuối cùng cho tự do dân chủ. Đã có nhiều báo chí trong nước cũng như ngoại quốc, đã có nhiều văn sĩ cũng như ký giả viết về Việt Nam Quốc dân đảng, nhưng phần đông chỉ diễn đạt mô tả một khía cạnh nào về Việt Nam Quốc dân đảng mà thôi. Không những thế, đôi khi còn vì lý do này hay lý do khác, tác giả lại còn trình bày sai lầm, nếu không phải là xuyên tạc mục đích cũng như lịch trình tiến triển của Việt Nam Quốc dân đảng. Khi viết tập sách nhỏ này, chúng tôi giữ vững lập trường một công dân cầm bút chép sử của dân tộc, chứ không quan niệm là một đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng,
chép sử để tuyên truyền cho đảng mình. Mặc dù vì thời thế, vì lý tưởng, chúng tôi rất may mắn được tham gia Việt Nam Quốc Dân Đảng ngay từ ngày đảng mới thành lập, nhưng chỉ là một nhân chứng đã thực sự tham gia vào công cuộc tranh đấu, ghi chép một cách khách quan vô tư các sự kiện qua những điều mắt thấy tai nghe và căn cứ một phần vào những trang tài liệu ở sách báo cũ, cùng trực tiếp tham khảo với những nhân vật có liên hệ còn sống sót đến ngày nay để cống hiến quý độc giả thiên tài liệu chính xác. Ngõ Hầu có thể sáng suốt nhận định một thiên lịch sử oai hùng của dân tộc ta để nói lên những tấm gương hy sinh vô bờ bến, những hành động anh hùng đẫm máu, vị tha, vì dân vì nước của các bậc tiền bối. Chúng ta những người đang tranh đấu hay lớp người sau lấy đó làm gương, rút ưu khuyết điểm, đem lại độc lập thống nhất cho xứ sở, thanh bình hạnh phúc cho nhân dân. Cuốn sách nhỏ này chúng tôi xin chia làm 5 thiên chính và 1 thiên phụ. Thiên thứ nhất, từ năm 1927 đến năm 1932. Thiên thứ hai, từ năm 1932 đến năm 1940. Thiên thứ ba, từ năm 1940 đến năm 1946. Thiên thứ tư, từ năm 1947 đến năm 1950. Thiên thứ năm, từ năm 1950 đến năm 1954. Thiên phụ: A. Thân thế Nguyễn Thái Học. B. Văn thơ của các nhà cách mạng Việt Nam Quốc Dân Đảng. Dĩ nhiên, trong tập sách nhỏ này có những sự kiện quan trọng, có những ngày tháng lịch sử cần ghi nhớ mà tác giả đã lãng quên ngoài ý muốn vì thời gian đã quá lâu. Nạn binh đao lại liên tiếp tàn phá, đất nước bị qua phân nên tài liệu không thể thu thập được một cách đầy đủ hơn mặc dù đã hết sức cố gắng. Tác giả ước mong quý vị độc giả thấy đoạn nào, chỗ nào sai lầm hay thiếu sót, xin vui lòng chỉ giáo, viết thư riêng cho tác giả để hầu bổ khuyết vào ngày tái bản. May mắn thay, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, hân hạnh được sự chiếu cố đặc biệt của quý vị độc giả bốn phương. Hơn nữa, lại còn được sự chỉ giáo của những chỗ sai lầm thiếu sót một cách đầy đủ và vô tư mà vô tình tác giả đã vấp phải. Nay, như ngày tái bản đã được thực hiện, tác giả có cơ hội bổ khuyết thêm nhiều tài liệu quý giá cụ thể hơn, đồng thời lại có dịp sắp xếp phần ấn loát cho được hoàn mỹ. Tác giả xin chân thành cảm tạ tấm thịnh tình nồng hậu của quý vị độc giả bốn phương. Sài Gòn mùa xuân năm 1970, Hoàng Văn Đào. Chương 1 của Thiên thứ nhất. Kính chào quý vị, đến với chương trình đầu tiên hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị lịch sử Việt Nam Quốc Dân Đảng từ năm 1927 cho đến năm 1932. Ngược dòng lịch sử, từ ngày tổ tiên chúng ta lập quốc đến thế kỷ 2, lãnh thổ nước Việt Nam chúng ta chỉ bao gồm có phần đất Bắc Việt ngày nay và 5 quận: quận Cửu Chân, quận Hoài Hoang, quận Cửu Đức, quận Việt Thường và quận Bình Văn. Vị trí địa dư bé nhỏ như vậy lại ở sát nách Trung Hoa, một đế quốc hùng cường, dân số có trên 600 triệu người, văn minh lại rất sớm, luôn luôn sang xâm lấn, cai trị trước sau trên 2.000 năm, khiến dân tộc chúng ta phải chịu khổ sở và nhục nhã biết bao nhiêu phen. Thế mà sao lại lập được nền tự chủ và vẫn giữ được cái cá tính đặc biệt của nòi giống mình, lại tiến về phương Nam chiếm Lâm Ấp, đoạt Chiêm Thành và Chân Lạp, mở mang bờ cõi đến tận mũi Cà Mau, khiến thế giới phải chú ý. Đến bán thế kỷ 18, tiếng súng xâm lăng lại bắt đầu nổ ở cửa bể Đà Nẵng và Cần Giờ do Pháp quân kéo đến. Phong trào kháng chiến từ triều đình đến dân dã đã bồng bột cùng nổi dậy, đến khi 6 tỉnh miền Nam lại thất thủ, kinh lược Phan Thanh Giản tử tiết, dân miền Nam nổi lên kháng Pháp rất mãnh liệt. Danh tiếng lừng lẫy có Trương Công Định, Hồ Huân Nghiệp và Phạm Văn Đạt, vân vân. Chiếm xong 6 tỉnh miền Nam, chiến sự lan tràn ra đất Bắc,
thành Hà Nội hai lần thất thủ, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu tử tiết không chịu đầu hàng. Các sĩ phu Nguyễn Cao, Nguyễn Thiện Thực ở Bắc Hà cùng Trần Tấn, Dương Như Mai, Hoàng Phạm Thái ở Trung Việt nổi lên kháng Pháp. Có bài hịch gọi là hịch văn thân được truyền tụng khắp trong nước. Đó là thời kỳ thứ nhất, thời con đẻ của tư tưởng Trung Quân và bài ngoại. Năm 1884, lịch sử Việt Nam đã ghi một vết quốc sĩ. Triều đình Huế đã ký hiệp ước với Pháp, nhường hết Bắc Việt và Trung Việt làm hai xứ bảo hộ. Triều đình Huế đầu hàng, nhưng Tôn Thất Thuyết, một cột trụ của triều đình vẫn cương quyết chống Pháp. Đêm 22 tháng 5 năm Ất Dậu, đã khởi binh đánh Pháp quân ở Huế. Kinh thành thất thủ, Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi chạy ra Cam Lộ, chiếu Cần Vương ban ra, nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng, nổi dậy như đàn ông vỡ tổ. Tại Phú Yên, Bình Định, Mai Xuân Thưởng, Tăng Bạc Hổ, Nguyễn Trọng Tri, vân vân. Tại Quảng Nam, Trần Ngọc Như, Nguyễn Hiệu, Phan Bá Phiến, Nguyễn Thành, Tú Dinh, Phan Văn Bình, Lê Vinh Huy, vân vân. Tại Quảng Trị, Quảng Bình, Đoàn Chí Tuân, vân vân. Tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Phan Đình Phùng, Đinh Văn Chất, Nguyễn Xuân Ôn, Lê Ninh, Cao Thắng, Đội Chanh, Lãnh Đạt, Đốc Uyến, vân vân. Tại Thanh Hóa, Tống Duy Tân, Phạm Bành, Đinh Công Tráng. Bắc Hà có Nguyễn Quang Bích, Vũ Hữu Lợi, Tán Cao, Tán Thuật, Đốc Ngữ, Đốc Tích, Đề Kiều, Đề Hiện và Đề Thám. Đó là thời kỳ thứ hai, thời con đẻ của tư tưởng Trung Quốc, cứu quốc của phái Hán học. Phong trào Cần Vương kéo dài đến ngót 20 năm rồi hạ màn. Năm 1904, tiếng sét bùng nổ, Nhật Bản chiến thắng Nga La Tư. Đồng thời, các sách báo Trung Hoa như Tân Dân, Tùng Báo, Mậu Tuất Chính Biến, Trung Quốc Hồn, Ẩm Băng Thất, Nhật Bản Duy Tân Khải Kháng Nữ, Thái Tây Tân Sử lần lượt lọt vào nước ta. Giấc mộng quần chúng bừng tỉnh dậy, phong trào cách mạng sau thời kỳ điêu tàn, trong vòng không khí áp bức, hốt nhiên phát khởi một luồng gió thay cũ đổi mới. Nhà ái quốc Phan Bội Châu cùng các đồng chí phát động phong trào Đông Du, hướng Nhật Bản ngoại giao, bí mật đưa những thanh niên ưu tú sang Nhật Bản cầu học. Đồng thời, nhà ái quốc Phan Chu Trinh cùng các đồng chí vận động tổ chức hội thương, hội học, hội nông, thư xã ở trong nước. Đông Kinh Nghĩa thuộc cùng Hồng Tân Hưng, thương điểm xuất hiện ở Hà Nội. Liên Thành xuất hiện ở Bình Thuận. Triều Dương Thương Quán xuất hiện ở Nghệ An. Hội Hiệp Thương cùng Trường Diên Phong xuất hiện ở Quảng Nam và còn khá nhiều hội vô danh khác. Năm 1908, phát xuất vụ đầu độc binh sĩ Pháp tại Hà Nội, tiếp đến những cuộc dân chúng biểu tình đòi bãi bỏ xu thế thuộc mấy tỉnh ở miền Trung. Năm 1913, tiếng bom nổ ở Thái Bình và Hà Nội Oten. Năm 1916, vua Duy Tân ám thông với dân đảng mưu khởi nghĩa. Năm 1917, Đội Cấn cùng Lương Lập Nham phá ngục Thái Nguyên, quanh phục trong 7 ngày. Năm 1918, cuộc thế chiến thứ nhất kết liễu, thanh thế nước Pháp lại lẫy lừng. Lợi dụng Việt Nam, người nhiều công rẻ mạt, các nhà tư bản xô nhau sang bỏ vốn kinh doanh, tổ chức chiêu mộ nhân công để khai thác hầm mỏ và đồn điền, coi người dân Việt như một bầy nô lệ phải gánh chịu thuế nặng xù cao. Dưới sự áp bức của một số quan lại mới người bản xứ, đeo mặt nạ văn minh, sở trường về ngón ngoại giao xu nịnh để dễ bề đục khoét. Tệ hại hơn nữa, nhà phiến và rượu tì được chính quyền bảo hộ ra công khuyến khích để đầu độc dân chúng. Còn giáo dục, cấm dân, mở trường tư thục như thổ xưa, mà số trường công chỉ mở mỗi tỉnh, mỗi phủ, huyện có một trường tiểu học. Bậc đại học thì mãi đến năm 1917 mới mở, và chỉ có
một số ít con em các vị đại thần và các người xét ra thật trung thành với Bảo Hộ mới được qua du học tại Pháp. Phong trào cách mạng Việt Nam thời ấy rất nguội lạnh, đen tối cả trong lẫn ngoài. Phần nữa, hầu như đã nguội lòng thoái chí. Thanh niên Tây học phần đông quên cả nguồn gốc, sùng bái người Tây phương đến cực điểm, cơ hồ không còn biết quốc gia dân tộc là gì. Người Pháp tự tin rằng họ sẽ ăn ngon, ngủ yên, không phải lo gì cả, thời toàn thịnh của đế quốc thực dân. Hốt nhiên, đêm 18 tháng 6 năm 1924, tráng sĩ Phạm Hồng Thái liền trái tạc đạn vào khách sạn Victoria ở Sa Điện, Trung Hoa, Moussac, Merlin, toàn quyền Đông Dương. Tuy việc không thành, nhưng có một ảnh hưởng rất lớn cho cách mạng, ngoài nước cũng như trong nước Việt Nam của chúng ta. Năm 1925, cụ Phan Bội Châu bị bắt cóc từ Tô Giới, Thượng Hải, đưa về Hà Nội, định thủ tiêu, nhưng mưu toan của thực dân không thành. Năm 1926, cụ Phan Châu Trinh từ Pháp hồi cố hương, lưu lại Sài Gòn, diễn thuyết cổ võ cho thuyết dân chủ tự do đến hai lần, đồng thời còn mưu tính dựng chế độ dân chủ tại Việt Nam, trong khi vua Khải Định, Băng Hà, toàn dân đang ngưỡng vọng, thì cụ đã vội bỏ toàn dân ra đi, không bao giờ trở lại nữa. Năm 1927, nối gót Phan Châu Trinh, nhà chí sĩ Lương Văn Can cũng tạ thế tại Hà Nội, được dân chúng nồng nhiệt tham dự lễ tiễn đưa đám táng rất đông, khiến cho chính quyền Pháp phải dùng võ lực đàn áp. Phong trào chính trị trở nên sôi nổi khắp trong nước. Một đảng cách mạng có tổ chức hoàn bị nhất của phe quốc gia thời ấy là Việt Nam Quốc Dân Đảng ra đời. Đảng này đã làm những việc kinh thiên động địa, tức là cuộc tổng khởi nghĩa ngày 10 tháng 2 năm 1930. Cuộc tổng khởi nghĩa ấy bùng nổ giữa thời thực dân toàn thịnh đã chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng nó đã kết hợp ý chí tranh đấu của tầng lớp nông dân, lao động, cốt cán với các phong trào ái quốc văn thân, cần vương và đông kinh nghĩa thục, đã quy tụ vào đấy trong ý thức tiến bộ về quan niệm dân chủ để hướng tất cả vào công cuộc tranh đấu cho đại nghĩa quốc gia. Chính cuộc tổng khởi nghĩa Yên Bái đã mở màn cho cách mạng giải phóng dân tộc tiến tới giai đoạn sôi động và quyết liệt hơn. Cuộc tổng khởi nghĩa Yên Bái mặc dù thất bại bởi nhiều lý do, nhưng nó là kế tục truyền thống anh hùng bất khuất của Trưng Vương, Ngô Quyền, Lê Lợi, Hưng Đạo, Quang Trung. Nói đến Việt Nam cận đại tranh đấu sử, thì Việt Nam Quốc Dân Đảng là một lực lượng tiền phong hùng hậu nhất đã khuấy động phong trào cách mạng dân chủ ở trong nước cũng như hải ngoại. Trong thực tế, Việt Nam Quốc Dân Đảng là chủ lực kiên cố, quyết liệt chống thực dân, phong kiến, cộng sản và bọn độc tài gia đình trị. Công cuộc tranh đấu cho lý tưởng cách mạng của Việt Nam Quốc Dân Đảng không ngừng. Máu xương của chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng chảy ra vẫn không ngớt, từ khắp các bãi chiến trường miền Thượng Du Bắc Việt đến Tiền, Hậu Giang, Nam Việt. Máu xương chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng đã pha trộn từng gang sông tấc đất để hòa hợp với ý chí của tiền nhân, vạch cho chúng ta một hướng đi, rọi một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào tâm tư sâu thẳm của chúng ta với những dòng đại tự: cờ độc lập phải nhuộm bằng máu, hoa tự do phải tưới bằng máu, không thành công thì thành nhân. Vì lý tưởng dũng cảm anh hùng đó, nên biết bao chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng đã sẵn sàng hy sinh thân thế cho tổ quốc thân yêu. Tôi tin rằng Việt Nam Quốc Dân Đảng sẽ mãi mãi trường tồn với non sông để làm tròn sứ mạng cứu quốc và kiến quốc. Nhạc kết thúc với ca khúc Vì Tổ quốc Việt Nam do nhạc sĩ Nguyệt Ánh sáng tác.
vì tổ quốc quê hương bao lớp trai lên đường, tình tổ quốc quê hương từ trong bao xương. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nửa non vì chết vì tổ quốc cái chết vinh quang, lòng ta sung sướng chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn quê màu vàng pha trường. Không thành công thì cũng thành nhân, chống quân thù bảo quân an dân. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nửa non. Lòng ta sung sướng chi ta nhẹ nhàng, máu hồng Việt quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn quê màu vàng pha trường.